Đông Hùng bất ngờ khoe bạn gái xinh đẹp, nói lời sến sẩm sau vụ nợ nần bạc tỷ. Đông Hùng cho hay bạn gái anh là một người vô cùng can đảm. Cô đến với anh khi anh không có một cái gì ngoài những sóng gió, ngoài những buồn phiền. Sau khi chia sẻ về chuyện nợ nần của mẹ, Đông Hùng nhận được lời động viên và chia sẻ từ bạn bè, người thân. Không ít người tỏ ra xót thương, cảm thông với hoàn cảnh mà nam ca sĩ phải gánh chịu. Tuy nhiên, Đông Hùng không vì thế mà ủy mị, than thở. Anh cho hay bên cạnh anh vẫn còn rất nhiều người thân lo lắng, quan tâm và làm chỗ dựa cho anh. Một trong số những người làm chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của Đông Hùng chính là cô bạn gái có tên là Ginny Nguyễn. Đông Hùng khẳng định cô gái chưa được mét 6 này chính là người mang lại bình yên cho anh. Em, cô gái chưa được mét 6, chẳng biết viết hay nói gì nữa, chỉ biết một điều rằng em can đảm lắm, em đến với anh khi anh không có gì, không có một cái gì ngoài những sóng gió, ngoài những buồn phiền. Em từng nói, em yêu anh đơn giản vì anh chẳng có gì cho em cả. Em yêu anh không phải vì anh là ca sĩ, vì anh đẹp trai hay gì gì. Em yêu anh chính vì ý chí của anh. Chỉ câu đấy thôi, đủ rồi. Lúc mới xảy ra chuyện, hai đứa phanh thai với nhau. Nhiều khi chẳng nói mà em cứ khóc. Cái cảm giác lao nước mắt cho bạn gái mình qua cái màn điện thoại thật là khó chịu lắm. Thế rồi cả hai đứa cứ nhìn mặt nhau qua điện thoại, nói những câu đùa, cùng cười, cùng nói. Với anh, em thật sự là bình yên, đó là điều anh cần đấy. Không chỉ dũng cảm chấp nhận yêu Đông Hùng, người đang gánh số nợ hàng tỷ cho mẹ ruột, Ginny Nguyễn còn sẵn sàng làm chỗ dựa tinh thần cho bạn trai. Đông Hùng tiết lộ, tuy là đàn ông nhưng anh chẳng chia sẻ được gì cho bạn gái. Trái lại, chính anh lại tìm thấy bình yên khi nghe giọng nói của cô, khi được nghe cô trò chuyện. Anh chỉ biết hát thôi, sống chết với nó, mọi chuyện khác anh đâu biết, hoặc nếu biết cũng chỉ nghĩ được theo hướng đơn giản nhất mình có thể. Có thể anh tránh thị phi, nhưng nó cứ tìm đến suốt, và cứ mỗi lúc mệt thì anh lại gọi cho em. Cũng chẳng phải tâm sự gì đâu, đơn giản chỉ được nghe giọng của em, nghe em kể chuyện về một ngày của mình, vậy cũng đủ rồi. Và điều may mắn nhất đối với nam ca sĩ chính là có một bờ vai để dựa vào mỗi lúc sóng gió. Mọi người nói anh cố lên, cố gắng bằng mọi cách. Đó là điều anh đã và đang làm suốt rồi. May mắn của anh là khi mệt anh có nơi để tựa vào. Điều mà có lẽ làm anh thấy khó chịu nhất, anh biết rồi em à. Anh không chia sẻ được với em những điều em giấu trong đầu mình, là những khó khăn mà em đối mặt, là những mệt mỏi của em. Anh muốn chia sẻ với em tất cả những điều ấy. Đôi khi không phải để giải quyết mà chỉ đơn giản là chia sẻ thôi, thật đấy. Những dòng tâm sự của Đông Hùng dành cho bạn gái cao chưa đầy mét 6 khiến nhiều người xúc động. Ngay cả những bạn trong giới showbiz cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng tới hạnh phúc giản dị mà nam ca sĩ đang có. Được biết, bạn gái Đông Hùng cũng từng học thanh nhạc và có tham gia biểu diễn, hiện cô đang sống tại Hà Nội. Cặp đôi đã yêu nhau được một thời gian nhưng không công khai trước công chúng. Đây là lần đầu tiên Đông Hùng tiết lộ về bạn gái mới với khán giả. We'll be right back.